Bạn nghĩ vẽ mắt chỉ cần thêm vài cọng lông mi vô là đủ hả? Bỏ ngay nha, tụi mình thường vẽ theo cách này nè. Chúng ta xác định hình dạng mắt, thông thường là dạng hình bình hành, đầu mắt thường cao hơn đuôi mắt. Việc kẻ khùng lề vẽ mắt chỉ để cho mọi người thấy rõ hình dạng của mắt thôi á. Quen rồi thì đặt bút thẳng vào giấy rồi vẽ luôn. Trong mắt thường bị khuyết mất phần trên. Và đừng quên vẽ thêm mí mắt và lông mi vào cho lung linh hơn. Tiếp tục nhé, đối với mắt to tròn như anime cũng tương tự. Chỉ là tăng chiều rộng một xíu để khuôn mắt to hơn. Và nhớ đây chỉ là tham khảo thôi nha. Các bạn có thể tùy ý sáng tạo theo ý mình cho có chất riêng nhé. Vì người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà.